Tập 5 Đầu Đà Tây Vực. Chùa thí chủ, chuyện làm ăn của huynh ngày càng tốt, ngay cả bà con trong thôn cũng đến tìm huynh để sửa chén bát. Vậy là phải cảm tạ tiểu sư phụ chú đó, chánh chú đã dạy bảo đạo lý bố thí tài thì sẽ được của cải, chuyện làm ăn của huynh mới trở nên ngày một tốt hơn. Chùa thí chủ, huynh có nghe âm thanh gì không? Nghe như là tiếng ai đang ngáy kìa. Âm thanh đó từ bên trên vọng xuống. Hả? Mình không thể bỏ mặc Nhất Thanh sư phụ được. Ngài là Đầu Đà, chùa thí chủ. Vị này là Vô Cấu Đại Sư đến từ chùa Đại Biệt ở Tây Vực. Kỳ lạ, ngài ấy không mặc áo quần, làm sao trên người lại không có bụi bẩn được? A Di Đà Phật, pháp danh của Bậc Tăng là Vô Cấu. Xin hỏi quý danh của vị thí chủ này là gì? Dạ, con gọi chú. Vô Cấu Đại Sư, mời ngài ngồi. Vô Cấu Sư Huynh, ở đây có ghế, tại sao huynh lại ngồi ở trên đất? Ở quê nhà của Bần Tăng, mọi người đều ngồi như vậy. Đại sư, đó là tập quán ở quê của ngài, cho nên mới không ngồi trên ghế. Ngồi trên ghế sẽ thoải mái hơn ngồi trên mặt đất. Bần Tăng không quen ngồi giống như chú thí chủ, vẫn ngồi trên mặt đất cảm thấy thoải mái hơn. Sư huynh, huynh ngàn dặm xa xôi từ Tây Vực đến Trung Nguyên, không biết là về chuyện gì vậy? Bần Tăng lần này trải qua trăm ngàn cây đắng đến được Trung Nguyên, là vì muốn học Phật Pháp của Trung Nguyên. Nhất Thanh sư phụ tinh thông Phật Pháp, ngài theo chú ấy học là được rồi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chú thí chủ nói quá lời rồi. Phật Pháp Bát Đại Tinh Thâm, Nhất Thanh cũng chỉ là biết sơ qua mà thôi. Sư huynh, giờ không còn sớm nữa, chỉ bằng ngủ sớm đi. Ngày mai chúng ta còn học Phật Pháp nữa. Được rồi. Hả? Bên ngoài có chuyện gì vậy? Chúng ta ra xem thử. Có mà. A Di Đà Phật, huynh đừng sợ. Đó không phải là ma. Không phải quỷ, vậy là cái gì? Có chuyện gì vậy? Quá ra không phải ma thật. Nửa đêm nửa hôm, ông leo lên cây làm cái gì vậy? Trên người lại mặc toàn lá cây, như vậy sẽ hù dọa chết người đó. Mau trở về mặc áo quần đi. Sư huynh, sao huynh lại leo lên cây vậy? Bần tăng ngủ trên cây. Ngủ trên cây? Ở quê của Bần Tăng mọi người đều ngủ trên cây. Đại sư, quê hương của ngài có phong tục riêng của ngài, nhưng mà ngài đến nơi này thì nên sinh sống theo phong tục ở đây, nếu không thì sẽ làm người khác sợ đó. Ngài nghĩ có đúng không? Cũng có lý. Vậy thì về nhà ngủ cùng tụi con đi. Cũng được. Sư huynh, ăn chút đồ đi. Cái này Bần Tăng không ăn những cái này. Huynh ở quê nhà thường ăn những gì? Rau quả dại. Những thức ăn này cũng giống như là rau quả dại thôi, huynh có thể thử được mà. Cái này Nhất Thanh và chú thí chủ đi giúp bà con sửa chữa chén bát, huynh từ từ ăn đi nha. Mặc dù trước đây chưa từng ăn qua, nhưng chuyện gì cũng có lần đầu tiên mà. Cho hỏi trong nhà có ai không? A Di Đà Phật, hóa ra là độc đạo. Bần Tăng muốn xin một chút nước uống. Ngài đợi chút. Đại sư mời ngài uống. Đa tạ. Nhìn y phục của huynh không giống như người Trung Nguyên. Bần Tăng đến từ Tây Vực. Quá ra là sư huynh đến từ Tây Vực. Huynh đến Trung Nguyên của chúng tôi, cảm thấy sống có quen không? Bần Tăng đã cảm thấy buồn phiền về việc ăn uống. Thứ lỗi cho Bần Tăng nói thẳng, ngàn vạn lần không được từ bỏ lối sống của mình, nếu không sẽ bị trúng tà đó. Trúng tà? Bần Tăng chỉ nói tới đây thôi, cáo từ. Mình đã bỏ bùa phiên chân đảo lên người ông ta rồi.
chỉ cần ông ta ăn những thức ăn đã nấu chín thì trong người sẽ cảm thấy như là bị đảo lộn toàn bộ, ói mửa tiêu chảy không ngừng. Nếu vậy thì ông ta sẽ không còn tin tưởng lời của tiểu hòa thượng kia nữa. Sư huynh, thức ăn đã nấu xong rồi, sao huynh lại không ăn? Huynh không thể ăn được. Huynh mà ăn vào sẽ bị trúng tạ đó. Thức ăn ngon lành như vậy làm sao có thể trúng tạ được chứ? Ngài không ăn thì con ăn. Sư huynh, sẽ không trúng tạ đâu. Huynh ăn một miếng thử đi. Đúng là rất ngon. Ây da, bụng của ta đau quá. Nhà cậu ở đâu vậy? Ngoài sân. Ta không sao rồi, ta thật không sao rồi. Nhất thành sư phụ huynh ấy rốt cuộc bị bệnh gì vậy? Ta ăn thức ăn ở đây đã bị trúng tà rồi. Xin hai người giúp bần tăng treo những bức hình thiên dương này lên đi. Tứ đại thiên dương, cầu xin thiên dương ban phước từ ta bỏ khí trên người con. Nhất thành sư phụ, ngày ấy làm như vậy có tác dụng không? Nhất thành đi mời tứ đại thiên dương đến giúp. Đông Phương Triệt Quốc Thiên Dương, nhất thành thỉnh cầu ngài hạ phàm giúp vô cấu siêu huynh phá mê khai ngộ. Nhất thành sư phụ, lần này để ta giúp đỡ cho chú. Đa tạ Nam Phương tăng trưởng thiên dương. Nhất thành sư phụ, trước khi hạ phàm, chú hãy đi với ta đến gặp hai người. Chúng ta cuối cùng cũng có thể thắng được tiểu hòa thượng rồi. Mình lo là chú ta sẽ kiếm được người giúp đỡ. Mình đã đi nghe ngóng rồi. Thời gian này Đông Phương Triệt Quốc Thiên Dương đang bế quan. Tiểu hòa thượng không tìm được ông ấy đâu. Chú ấy sẽ đi tìm người khác giúp đỡ. Ngoài Đông Phương Triệt Quốc Thiên Dương ra, thì làm gì còn có ai giúp đỡ chú ta nữa? Còn có ta. Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Dương, đưa ra đây. Đưa cái gì? Thuốc giải bùa phiên gian đảo hải. Tụi con không có thuốc giải. Một câu đừng để ta nói lần thứ hai. Ngài đừng tức giận thuốc giải đây. Làm nhiều chuyện bất nghĩa sẽ tự hại mình. Hai người hãy tự lo cho mình đi. Nhất Thanh Sư Phụ, có tìm được Thiên Dương không vậy? Thiên Dương Đại Nhân, xin cầu ngài cứu giải bần tăng. Ta khỏe rồi, đa tạ Thiên Dương. Vô cô sư phụ, mau đứng dậy đi. Thiên Dương Đại Nhân, có phải là do bần tăng ăn thức ăn đã nấu chín ở đây mới bị trúng tà như vậy đúng không? Đương nhiên là không phải. Ăn những thức ăn sống sẽ hại luôn cả những thứ có thể hại trong cơ thể. Ăn những thức ăn nấu chín thì rất tốt cho sức khỏe. Nhưng quê nhà của bần tăng đều dùng thức ăn sống thờ cúng cho ngài mà. Ngài có biết ý nghĩa của việc thờ cúng của ta là gì không? Bần tăng không biết. Làm tốt những chuyện thuộc bổn phận của mình vẫn chưa đủ, còn cần mỗi ngày cầu mong được tiến bộ hơn. Đạo hạnh phải tăng trưởng, phẩm đức cũng phải tăng trưởng. Học vấn trí huệ kỹ nghệ năng lực đều phải tăng trưởng. Kiếm trong tay ta chính là đại biểu cho trí huệ, cũng chính là muốn nói có trí huệ mới có thể giúp được ngài tăng trưởng. Hiện nay đời sống được nâng cao rồi, đương nhiên nên ăn những thức ăn đã nấu chín. Còn phải mặc quần áo ở trong nhà. Ngài vẫn chưa có quần áo mặc, vậy để ta tặng cho một bộ. Đa tạ Thiên Dương. Sau này có nghi vấn gì thì cứ nên thỉnh giáo nhiều hơn với Nhất Thành sư phụ. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.